Kính thưa quý vị, London chuẩn bị cho những lo lắng bất động sản. Các đường phố của thủ đô London đã là trọng tâm của sự chú ý của các nhà đầu tư nước ngoài kể từ khi xảy ra vụ khủng hoảng toàn cầu. Những căn nhà có giá bắt đầu từ 2 triệu bảng Anh và cao hơn đã bị mua lại bởi những người nhìn thấy sự đầu tư vào bất động sản của thành phố này là một đầu tư an toàn. Nhưng nay, một số người nói rằng thời kỳ của sự định giá quá mức có thể sắp kết thúc. Nghiên cứu cho thấy chính sách tiền tệ nới lỏng có thể khiến cho giá nhà giảm khoảng từ 15 đến 20%. Các chuyên gia trong ngành bất động sản cho rằng điều này không có gì là đáng ngạc nhiên. Giá nhà trong một số khu vực của trung tâm London đã tăng 30% trong một năm qua. Và theo các đại lý bất động sản, hơn một nửa tổng số những căn hộ ở trung tâm của thủ đô Anh Quốc đã lọt vào tay của những nhà đầu tư nước ngoài. Một trong 10 những người này đến từ khu vực đồng Euro, với các nhà đầu tư đến từ Nga chiếm 9%. Điều mà không ai có thể biết được chắc chắn là khi nào cái được gọi là bong bóng bất động sản sẽ bị vỡ. Sự suy giảm giá trị của đồng Euro có thể là một yếu tố, nhưng Ngân hàng Trung ương châu Âu đã đưa ra những hỗ trợ để ngăn chặn điều đó xảy ra. Nếu biện pháp nới lỏng định lượng ở Hoa Kỳ được rút lại quá nhanh thì cũng có thể là một yếu tố khác. Nhưng cho đến khi một trong những điều này xảy ra, có vẻ như không có một lợi ích gì để các nhà đầu tư rút vốn để đi đầu tư vào nơi khác. Các chuyên gia bất động sản cho biết rất khó để dự đoán những gì đang xảy ra trong mùa hè bởi vì đây là khoảng thời gian mọi thứ chậm lại. Năm nay lễ Ramadan đến rất sớm, vì vậy những người Ả Rập bình thường chi tiêu rất nhiều tiền ở London hiện giờ không có ở đây. Vào khoảng tháng 9 hay tháng 10 thì có thể thấy rõ hơn là sự suy giảm này là một sự thay đổi trong thái độ của người mua hay chỉ là một kỳ nghỉ hè. Trong khi đó thì một mối quan tâm lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài là có hay không chế độ thuế tại Vương quốc Anh sẽ ít hấp dẫn hơn cho những đầu tư bất động sản tại quốc gia này. Có lẽ sẽ không có bất kỳ thay đổi nào cho đến khi có một thay đổi chính phủ, nhưng còn đến 2 năm nữa mới đến cuộc bầu cử kế tiếp tại Anh Quốc.